Quậy Guru Thế Giới Diệu Kỳ. Sự tích chú quậy cung trăng. Ngày xưa, ở một miền nọ, có một người tiểu phu tên là Quậy. Một hôm, như thường lệ, Quậy vác diều vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Quậy bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước, nhìn sau, anh chỉ thấy bốn con cọp con đang vờn nhau. Quậy liền xông đến vung diều, bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Quậy chỉ kịp quẳng diều leo thoát lên ngọn cây cao. Từ trên nhìn xuống, Quậy thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Quậy ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn dập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Quậy vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Quậy mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về. Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ. Quậy liền đặt gánh xuống, không ngần ngại bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già. Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Quậy thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong, ông lão kêu lên: "Trời ơi, cây này là cây có phép cải tử hoàn sinh đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho những cây, cẩn thận, đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó." Nói rồi ông lão chống gậy đi. Còn Quậy thì gánh cây về nhà chồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới nước bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Quậy cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Quậy lại vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Quậy có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, Quậy lội qua sông gặp một xác một con chó chết trôi. Quậy vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu. Chó đã sống lại. Con chó quấn quýt theo Quậy, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Quậy có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Quậy. Vật này xin Quậy cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Quậy vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy Quậy là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con gái cho Quậy. Vợ chồng Quậy sống với nhau thuận hòa, êm ấm. Thì đột nhiên một hôm, trong khi Quậy đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Quậy. Biết Quậy có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Quậy, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Quậy trở về thì vợ đã chết tự bao giờ. Mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao sống được. Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Quậy chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Quậy bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất rồi đặt vào bụng chó. Chó cũng sống lại, vợ với chồng, người với Phật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa. Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Quậy tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Quậy lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần chồng dặn vợ: "Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây rông lên trời." Nhưng vợ Quậy hình như lú ruột lú gan,
vừa nghe dặn xong lại đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra sau vườn không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhắm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào, cây đa tự nhiên bật gốc lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt cánh củi, nhảy bổ đến toàn níu cây lại. Nhưng cây lúc này đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên cung trăng. Từ đấy, Cuội ở luôn cung trăng và cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã trực sẵn. Khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loài của chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen to, một hình cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy là chú Cuội ngồi gốc cây đa. Anh Cuội Guru rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn đừng quên để lại comment của mình, chia sẻ suy nghĩ về nội dung của video nhé. Và đặc biệt hãy bấm like video, đăng ký kênh để có thể đồng hành cùng với anh Cuội Guru trong hành trình vạn dặm khám phá thế giới diệu kỳ. Nhớ bấm like, subscribe kênh để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn cùng Cuội Guru nha. Cuội Guru, hẹn gặp lại các bạn!